Bạn trai ngoại tình nhờ vòng đeo tay thông minh. Jane Slater, phóng viên thể thao của kênh truyền hình NFL, Mỹ, vừa có những chia sẻ về việc cô phát hiện bạn trai ngoại tình nhờ chiếc vòng đeo tay thông minh, khiến nhiều người phải bất ngờ và gây sốt trên mạng xã hội. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Jane cho biết vào Giáng sinh năm ngoái, bạn trai của Jane đã tặng cho cô một chiếc vòng đeo tay thông minh của Fitbit để làm quà, và cả hai đều sử dụng chung vòng đeo tay Fitbit, đồng thời đồng bộ hóa dữ liệu của hai vòng thông minh trên cùng một ứng dụng smartphone để giúp cả hai cùng nắm bắt được về tình trạng sức khỏe của nhau. Tuy nhiên, Jen và cả bạn trai của cô không thể ngờ rằng chính điều này đã khiến cho tình yêu của hai người tan vỡ. Jen cho biết, vào một buổi sáng khi cô và bạn trai không ở cạnh nhau, cô bất ngờ nhận được thông báo trên ứng dụng smartphone rằng vòng đeo tay Fitbit phát hiện thấy bạn trai cô đang hoạt động thể chất mạnh và nhịp tim tăng cao bất thường vào lúc 4 giờ sáng. Để kiểm tra lại, Jen đã liên hệ với phòng tập thể dục nơi cô và bạn trai đã đăng ký tập, nhưng được thông báo rằng vào buổi sáng hôm đó, bạn trai của cô không đến phòng tập jen đã bắt đầu nghi ngờ về hoạt động thể chất mạnh mà vòng đeo tay fitbit đã thông báo và đến khi tra hỏi bạn trai của cô đã thừa nhận rằng anh ngoại tình và đã có quan hệ với một cô gái khác vào thời điểm đó jen sau đó đã quyết định chia tay bạn trai vì không thể chấp nhận hành động ngoại tình của anh này câu chuyện của jen đã nhanh chóng gây suốt trên mạng xã hội và điều ngạc nhiên đó là khá nhiều cô gái khác cũng cho biết họ có cùng cảnh ngộ với jen và phát hiện được bạn trai ngoại tình nhờ vòng đeo tay thông minh